Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Bị Ngân 98 chơi yếu, Lương Bằng Quang tiết lộ bị bạn gái cắm sừng nhưng chỉ biết im lặng. Những ngày qua, cộng đồng mạng Việt Nam bàn tán rất nhiều đến câu chuyện đánh ghen ở phố Lý Nam Đế. Rất nhiều ý kiến tranh cãi đưa ra, người xấu thương cho chị vợ, phẫn nộ với cặp đôi ngoại tình. Tuy nhiên cũng có người cho rằng việc đánh ghen giữa phố một mình là không nên. Trong buổi livestream mới nhất, Lương Bằng Quang và Ngân 98 đã bàn luận về câu chuyện này. Cặp đôi đưa ra quan điểm về vấn đề đánh ghen, nếu như Lương Bằng Quang cho rằng không nên đánh ghen thì Ngân 98 lại ủng hộ điều đó, cho rằng đây là việc làm cần thiết khi phát hiện mình bị cắm sừng. Lương Bằng Quang và Ngân 98 là cặp đôi không ngại nói ra các vấn đề riêng tư trên mạng xã hội. Ngân 98 đứng về phía người vợ trong vụ đánh ghen ở Lý Nam Đế, đưa ra quan điểm rằng cứ ngoại tình thì đã sai rồi nên không cần quy ra chồng hay vợ lỗi. Nhiều người đánh ghen không phải vì chồng đâu, bởi có một số chị thấy chồng đi với bồ là kệ lương ấy. Tuy nhiên mấy chị nhé, nếu động tới chồng thì có thể bỏ qua, nhưng con giáp thứ 13 mà động tới mình và con thì phải đánh cho bỏ ghét và bước láo. Ngược lại, Lương Bằng Quang thì nghĩ dù nóng giận thế nào cũng nên kềm chế lại. Việc đánh ghen khiến chúng ta mất rất nhiều thứ như tiền bạc, sức khỏe và ảnh hưởng đến cả con cái. Đáng chú ý, nam nhạc sĩ còn nêu câu chuyện của chính mình để làm ví dụ. Anh cho biết mình từng biết đối phương cặp kè với bạn gái cũ, nhưng không dám phản kháng. Khi ấy Quang chỉ ngồi xuống đất và nói chuyện. Quang hỏi người đó, bạn có thực sự yêu cô ấy hay không thì mình sẽ nói chuyện để cô ấy về nhà bạn. Quang thấy không việc gì phải đánh ghen, lúc ấy mình cũng suy nghĩ vì thằng đó bự hơn mình, nó cao lớn nên đánh mình là chết. Tuy nhiên cái chính không phải là sự cao thấp mà Quang thấy đánh lộn như vậy là tiểu nhân. Quang thấy đó là sự đánh úp vì có ai đi đánh ghen mà đi một mình đâu, tất cả được chuẩn bị dẫn theo rất nhiều người mà. Vì thế nếu định đánh ghen thì báo đối phương và hẹn nhau ra mà đánh đàng hoàng. Nghe bạn trai kể lại, Ngân 98 bên cạnh liên tục nói, mọi người biết ai rồi nha. Cô nàng còn an ủi Lương Bằng Quang, thương quá chú Quang của Ngân đã bị cắm sừng như thế. Trong buổi livestream trước đó, Ngân 98 bất ngờ tuyên bố chê Lương Bằng Quang yếu trong chuyện chăn gối. Tuyên bố của cô nàng khiến cộng đồng mạng thêm ngán ngẩm. Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi thị phi gây sự chú ý bằng những câu nói gây sốc. Thời gian qua, Lương Bằng Quang và Ngân 98 nhận về rất nhiều sự chỉ trích vì các hành động phát ngôn của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.